Nam mô Thưa quý vị đó, hồi vừa rồi, trước khi mà mở cái khai giảng cái khóa thiền ấy, thì chùa có làm vệ sinh, thì có một cô cũng là thành viên trong cái lớp giáo lý này nè, thì đến để mà phục vụ. Thì khi mà làm vệ sinh ở trên lầu á, thì trên tầng 1 nó rớt xuống dưới đất. Và nói mà mình nói là bây giờ nếu như mà cổ chết mà mình hoan hỷ thì nó kỳ. Trong cái tình huống đó, nếu mà mình nói mà cổ chết mình hoan hỷ thì nó kỳ. Nhưng mà phải nói với quý vị đó, rất hiếm cái trường hợp mà mình chết trong khi đang có tâm thiện, hiếm lắm. Đa phần mình cận tử mình là tâm bất thiện là nhiều. Còn mình được cận tử mà tâm thiện nó hiếm. Mà được một cái môi trường mà trong khi đó mình đang có tâm thiện, mình đang làm việc thiện, mà mình chết ngay lúc đó nó hiếm. Nhưng mà lúc đó không lẽ mình nói vậy thì nó kỳ. Và đương nhiên thì một cái điều kỳ diệu suy nghĩ có thể là do cái phước của cổ, cho nên là cũng không vấn đề gì. Đương nhiên là vẫn phải đi vào bệnh viện, nhưng mà tóm lại không chết thì đó là một cái điều kỳ diệu. Trong khi đó thanh niên mà rớt chảnh xuống vẫn chết như thường. Nhưng mà khi mà sư và lớp giáo lý, một vài vị đại diện lớp giáo lý đến thăm á, thì nó có một cái như vậy nè. Thì cô này cũng nói đó, là cái lúc mà cô rớt xuống á, cô nghĩ là chắc mình chết rồi. Mà mình chết mình để hai cái thằng nhỏ ở lại, không lẽ giờ mình bỏ nó sao? Mà trong khi đó, ông chồng nói lúc đó nhớ mỗi hai nhỏ, còn thằng lớn không thèm nhớ. Thì ông chồng ổng nghĩ như vậy. Còn sư lại nghĩ chuyện khác. Sư nghĩ lúc đó, lúc mà mình nghĩ là mình sắp chết, mà mình còn nghĩ tới gia đình là thua. Coi như là mình đi làm, đi thi đó. Cái lần đó là coi như là cái lần mình đi thi đó. Mà đi thi mà gọi là mình rớt ngay cái khúc chót, thất bại ngay khúc chót là sao? Ngay cái giờ phút mà mình chuẩn bị, mình cận tử, mà mình còn nhớ về thân bằng quyến thuộc, thì xin thưa lúc đó là mình rớt bài thi, thi rớt. Tại vì khi mà mình nhớ như vậy đó, cái tâm đó là tâm gì? Tâm ái. Tâm ái là thiện hay bất thiện? Nó là bất thiện. Và bất thiện thì chắc chắn là không đi lên được. Thành ra lúc đó là rốt cuộc thì mình cũng hên, mình cũng hoan hỷ. Hoan hỷ là hên là lúc đó cổ không chết. Chứ cổ chết, lúc đó cổ đang nhớ tới hàng nhỏ, cổ chết là thua. Đó. Thành ra đó, trên cái đường về thì sư mới nghĩ một chuyện. Những cái chuyện như tai nạn mình không bao giờ biết được. Sẽ có một lúc, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó chúng ta đối diện với cái giây phút cận tử. Chúng ta đối diện với cái giây phút là chúng ta sẽ bỏ hết để mà đi. Nhưng mà mình làm cái gì vào lúc đó nó mới quan trọng. Vào thời điểm đó mình không còn có thể mình nhớ bất kỳ chuyện gì. Những cái chuyện như tài sản phải dẹp qua một bên, lúc đó không phải lúc nhớ. Chuyện gia đình dẹp qua một bên, lúc đó không phải lúc nhớ. Chồng, con để qua một bên. Và thậm chí là mấy ông thầy, mấy ông sư để hết qua một bên luôn. Lúc đó là lúc mà mình lo cho mình. Tại vì lúc đó nếu như mà mình không cứu mình, không ai cứu mình được hết trơn. Không lẽ bây giờ, thậm chí bây giờ, mình bị tai nạn, sư giả sử tai nạn ngay trong chùa.
mà chờ mấy ông sư kéo rồng kéo rắn tới đứng ta tụng kinh cho quý vị hả? Rốt cuộc quý vị muốn mấy sư tụng kinh cầu an hay cầu siêu, đúng không? Trong khi đó, cái thời điểm đó là mình phải lo cho mình trước. Lúc đó mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ tới Phật. Sở dĩ bây giờ sư đang nói là nghĩ tới Phật là do cái đề tài sư đang hướng dẫn quý vị đó là đề mục tùy niệm Phật. Cho nên là sư nhắc nhở quý vị, thời gian qua sư đã hướng dẫn quý vị rất nhiều về đề mục tùy niệm Phật. Thời điểm đó là thời điểm quý vị nhớ đến Phật. Nhớ được nhớ như thế nào? Bây giờ toàn bộ cuộc đời con không còn gì để con nương được hết. Tài sản, quyến thuộc không có gì để con nương được hết. Bây giờ chỉ có Phật là nơi nương tựa của con thôi. Con không thể nương vào ai hết, chỉ có Phật là nơi nương tựa của con. Và mình nghĩ về Phật, mình nghĩ như thế nào đó là còn tùy thuộc vào cái ngày thường nè. Cái này mới là phải hỏi quý vị, ngày thường quý vị có thực tập đề mục tùy niệm Phật hay không? Ngày thường quý vị có thực tập thì giờ phút đó lôi ra làm. Còn giờ phút đó mà quý vị không, trước giờ mình không có thực tập thì bây giờ sư nói với quý vị cũng chớ quớt. Nếu như là cá nhân sư hoặc là một người nào đó để một họ tu tập để một tùy niệm Phật thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác A-ra-hăng Samma Sambuddho. Ngài là một vị thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Mỗi lần mình nghĩ như vậy đó, mình nghĩ tới những cái đức lành của Ngài. Chính vì mình nghĩ đến những cái đức lành của Ngài đó, nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là cái khả năng định tâm của quý vị. Khả năng định tâm nó là một cái liều thuốc gây tê. Có nghĩa là khi mà quý vị định tâm á, mình sẽ quên đi, tạm thời mình sẽ đè nén, quên đi, lờ đi cái cảm giác đau đớn mà mình đang phải chịu. Một cái nữa đó là nhờ mà mình nương tựa vào Phật, mình nghĩ đến những cái ân đức của Ngài đó, mình nương tựa vào một cái vị thầy vĩ đại như vậy thì mình không việc gì mình phải sợ. Nó giúp cho mình tránh khỏi sự sợ hãi. Nếu như cái phước mình đó, nó đủ để mình lướt qua cái tai nạn này thì không sao hết. Nhưng nếu như mà mình không đủ phước mình lướt qua mà mình phải chết đó, thì mình cũng nhẹ nhàng, bởi vì mình yên tâm, mình không phải sợ, tại vì lúc đó mình đang nương tựa vào Phật, không việc gì phải sợ hết. Cho nên đó là cái lợi của đề mục tùy niệm Phật. Đề mục tùy niệm Phật giúp cho chúng ta không có sợ hãi, đặc biệt là trong những cái giây phút sống còn. Cái này là Hòa thượng Bửu Chánh thì kể lại là có một cô Phật tử, cái năm mà cô đi vượt biên thì phải nói với quý vị chứ nhiều người vượt biên chết nhiều lắm, rồi đắm thuyền rồi hải tặc này nọ, thì cô này cô đi trên thuyền á, mà cô gặp hải tặc Thái Lan. Mà thường số phận của vượt biên mà gặp hải tặc thì nắm chắc là mình một là con nuôi cá, hai là má nuôi con, ba mới là con mới nuôi má. Thì gặp hải tặc là chắc chắc chắn họ cũng nghĩ trong bụng là thôi chắc giờ nuôi cá rồi, thì cũng mới làm một chuyện. Cố đọc Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cô làm một chuyện đó thôi để cô trấn tĩnh cô, và lúc đó thì cô cầu nguyện. Chính xác lúc đó cô đang niệm Phật đấy. Mà lúc đó thưa với quý vị đó, hải tặc Thái Lan họ nghe cái câu đó quay đầu đi về, không cướp nữa. Nghe mà sự cảm động. Tại vì á, cái câu đó là cái câu bất kỳ ai học Phật đều phải biết hết. Chứ còn lúc đó muốn gì tụng tiếng Việt là quý vị chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc đó họ không biết là Phật Thích Ca là ai đâu, nhưng mà Arahant Samma Sambuddho là họ biết á. Và cũng may mắn là cái Thái Lan là xứ quốc giáo, cho nên á, hầu hết thanh niên thì đều có thời gian là từng xuất gia, ít nhất là gieo duyên, tu gieo duyên. Cho nên khi mà nghe như vậy đó, mình gọi nó là hồi đầu thị ngạn, gọi là
mua xuống hạ đồ đao mà lập địa thành Phật, quay quay trở lại bỏ, không có cướp. Nhờ vậy mà cổ còn sống, cổ đi đến cái vùng đất của cổ và sau đó cổ viết thư về cho Hòa Thượng Vũ Chánh. Cho nên cái chuyện mà mình vượt qua những cái tai nạn thì đương nhiên là nó cũng do phước của mình, nhưng mà cái chính á, là khi mà chúng ta tu tập đề mục tùy niệm Phật thì bất kể có một cái tai nạn nào hoặc bất kể mình phải đối diện một cái hoàn cảnh ngặt nghèo nào đi nữa thì mình cũng không có sợ hãi. Thành ra giờ những cái giờ phút mà chúng ta đối diện những cái hoàn cảnh ngặt nghèo á, đề mục tùy niệm Phật giúp cho chúng ta vượt qua cái bài thi khủng khiếp đó. Và bây giờ thì chúng ta qua tiếp đến cái ân đức tiếp theo là Sattha Deva Manusanang, có nghĩa là mình dịch là Thiên Nhân Sư. Tại sao mình gọi Ngài là bậc Thiên Nhân Sư? Có nghĩa là thầy của chư thiên và nhân loại. Sở dĩ mình gọi Ngài là thầy bởi vì Ngài có khả năng dạy dỗ thì mình mới gọi Ngài là thầy. Và cái từ mà đạo sư ở đây đó, sách thá đó, cái từ sách thá ở đây đó có nghĩa là sao? Cái nghĩa gốc đó, nó đó là cái người dẫn đường. Cái người dẫn đường đây đó được mô tả là trong kinh Đức Phật nói là giống như một cái người dẫn đường có thể dẫn những người, một cái lữ đoàn vượt qua sa mạc, vượt qua những cái cạm bẫy, vượt qua những cái đói khát, dẫn đi đến cái con đường có thể vượt qua sa mạc, đi đến cái nơi hạnh phúc. Cũng vậy, Đức Thế Tôn Ngài là một bậc đạo sư bởi vì Ngài có thể dẫn dắt chúng sanh vượt qua tất cả những cái trói buộc, vượt qua tất cả những khổ đau để có thể đưa hướng đến cái bến bờ giác ngộ. Do đó Ngài được gọi là bậc đạo sư. Quý vị biết là ngay cả cái loài súc sanh á, cái loài thú là cái loài mà gần như là không có trí tuệ, nhưng mà vào thời kỳ của một vị chánh đẳng chánh giác á, thì ngay cả loài thú cũng có lợi ích khi mà nghe hoặc thấy một vị chánh đẳng giác. Bởi vì có một cái vị thiên tử là Manduka, thì trong Thiên Cung Sự có kể như thế này nè, là một lần Đức Thế Tôn đang thuyết pháp thì có con cóc á, con cóc nó đương nhiên nó đâu có biết pháp là cái gì, nhưng mà nó nghe cái âm thanh của một vị chánh đẳng chánh giác á, nó chấn động và nó nghe một cách say sưa. Đương nhiên là nó nghe nó không hiểu gì hết, nhưng mà nó bị chấn động bởi cái âm thanh phát ra từ một vị chánh đẳng chánh giác. Và khi mà nó đang say sưa, nó chìm trong cái âm thanh của Ngài như vậy đó, thì cái người mà chăn bò đó chống gậy, thì ổng giống như trượt chân hay sao đó, ổng chống gậy và chống ngay cái con cóc đó và ngay lập tức nó chết. Thì sau khi chết, chết trong cái tâm trạng mà đang lắng nghe âm thanh của một vị Phật, ngay lập tức sanh về cõi trời. Và sau khi sanh về cõi trời đó thì vị này mới suy nghĩ là do đâu mà mình sanh lên đây, thì mới thấy là hồi xưa mình chỉ là một con cóc thôi, nhưng mà nhờ nghe âm thanh của một vị chánh đẳng chánh giác cho nên là mình sanh mới sanh lên đây. Thì vị này mới xuống và đảnh lễ Đức Phật. Thì quý vị thấy ngay cả loài súc sanh khi nghe âm thanh của Ngài cũng có được lợi ích, huống chi là mình. Âm thanh của Ngài nó chỉ là thuộc về cái sắc thân của Phật thôi, chỉ là cái sắc thân của Phật. Còn chúng ta đó, chúng ta đang học giáo pháp của Ngài là chúng ta đang tiếp cận đến cái pháp thân của Phật. Và theo như sư thấy thì hình như là cái pháp thân nó quan trọng hơn cái sắc thân.
Bởi vì chính Đức Phật Ngài cũng nói với một cái vị là đệ nhất về niềm tin, nói với vị này là cái tấm thân, tại vì vị này có một cái đặc điểm là từ hồi xuất gia cho tới lúc gần chết chỉ làm mỗi một chuyện là ngắm Phật. Giống như mình bây giờ mình thấy một cái tượng Phật đó, rồi vị này chuyên môn vị này ngắm, nhưng mà hồi đó là cái hình tướng của Đức Phật, vị này chuyên môn vị này ngắm Phật thôi. Và khi Đức Phật thấy cái thời cơ nó chín mùi đó, Đức Phật mới quở là cái tấm thân bất tịnh này thì có cái gì đâu cho ông ngắm mà đó. Cho nên á, Đức Phật đuổi đi, đuổi vị này đi, thì vị này giống như là bị sụp đổ thần tượng, sụp đổ, đau lòng quá, không ngờ người mà mình hết mực mình kính yêu như vậy mà lại quở mình, thì vị này buồn quá. Mà quý vị biết là trong suốt cái thời gian tu á, vị này không hề nghe lọt một cái lời dạy nào của Phật hết trơn á, tại vì lo ngắm không à. Mà sư có một cô Phật tử cổ nói với sư là lúc mà nhiều bà con, nhất đặc biệt là phụ nữ, khi mà ưa thích một cái vị thầy nào đó rồi thì chỉ đến để ngắm vị thầy đó thôi, hoặc chỉ nghe âm thanh vị thầy đó thôi, chứ còn vị thầy đó nói cái gì thì hạ hồi phân giải. Thì cái vị này cũng y chang vậy đó, chỉ ngắm Phật thôi, còn Phật nói cái gì thì không biết luôn, đơn giản vì chỉ ngắm Phật. Và khi vị này đuổi bị đuổi đi như vậy thì vị này buồn và nghĩ tới cái chuyện là tự sát. Và ngay trong cái giờ phút cận tử đó thì Đức Phật biết là thời cơ đã tới, thì Đức Phật mới xuất hiện và nói: cái người nào thấy pháp chính là thấy Như Lai, và cái người nào thấy Như Lai chính là thấy pháp. Và ngay lập tức vị này bắt đầu hành tứ niệm xứ, và trong tích tắc, trong cái giây phút mà vị này chuẩn bị chết đó, vị này chứng đắc A-la-hán. Thì quý vị thấy, khi mà mình nhìn cái hình tướng của Phật, nó chỉ là sắc thân thôi, chỉ là sắc thân của Phật. Mình nghe âm thanh của Phật cũng chỉ là sắc thân của Phật thôi. Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng được vô số lợi ích, huống chi là chúng ta ở đây đang tiếp xúc với pháp thân của Phật, lợi ích lắm quý vị. Do đó đó Ngài mới được gọi là Thiên Nhân Sư. Thế giới này nếu như mà không có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, thế giới này nó sẽ khác đi nhiều lắm thưa quý vị. Người ta sẽ không có cơ hội để làm được những cái việc thiện lớn lao, họ không có. Họ giỏi lắm là họ bố thí, làm những vị đại gia thí chủ, làm những nhà từ thiện, họ bố thí từ đời này qua đời khác, họ giúp đỡ người này qua người khác. Nhưng mà Đức Phật nói có một kiếp Ngài từng làm Bồ Tát, có một kiếp khi mà Ngài còn làm Bồ Tát đó, Ngài bố thí cho tất cả chúng sanh ở trên cái quả địa cầu đó vào thời điểm đó. Nhưng mà suốt thời kỳ mà Ngài bố thí như vậy, tìm không ra một người giữ được năm giới, bói không ra một người. Thành ra cái phước của vị đó tạo rất là hạn chế. Còn bây giờ chúng ta ngày hôm nay, nhờ có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, mà chúng ta có được những người biết giữ năm giới, chúng ta có được những người biết giữ tám giới, chúng ta có được những người biết hành thiền, biết tu tứ niệm xứ, biết sống trong chánh niệm, và chúng ta có được những người xuất gia ly dục và hướng đến phàm ở đây nè, những người mà tiếp xúc với Phật pháp. Thánh thì mình không nói rồi, nhưng mà phàm ở đây nè, có những người là họ trong bụng của họ đó, họ đang hướng đến quả vị Tu Đà Quần, có những vị đang hướng đến cái quả vị Tu Đà Hoàn, có những vị đang hướng đến quả vị A Na Hàm, có những vị đang hướng đến quả vị A La Hán, và có những vị đang hướng đến quả vị độc giác, cũng như có những vị cái bụng của họ đó đang hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà những con người này chỉ có thời kỳ một vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì họ mới tập trung đông đảo như vậy. Và khi đó đó, cái cơ hội để mình làm thiện, mình sống thiện nó có rất là nhiều. Do đó mỗi lần mà lạy Phật, biết ơn Ngài, nhờ ơn Ngài mà con
mới sống trong một cái thế gian mà có nhiều thiện pháp như vậy. Do đó Ngài được gọi là thiên nhân sư. Ngay cả loài thú nó cũng có lợi ích, huống chi là loài người, huống chi là chư thiên. Thường quý vị khi mà mình giàu á, khó học đạo lắm. Nói thiệt, giàu khó học đạo lắm. Tại sao vậy? Thứ nhất là công việc nó bề bộn, càng làm lớn thì càng không có thời gian. Mà khi không có thời gian thì mình thích cái gì đó gọn nhẹ, vô giỏi lắm vô chùa quăng cục tiền rồi ta làm gì ta làm. Chứ còn khó mà học đạo lắm. Rất hiếm người họ chịu khó, họ bớt đi cái thu nhập của họ để mà họ dành ra được cái thời gian để họ học đạo, cái chuyện nó hiếm. Mà đợt rồi đi qua Miến Điện thì sư gặp một chú, thì chú kể, sư phải nói là rất là ngưỡng mộ. Cư sĩ không được nhiều người như vậy. Là sao? Vị này đang cố gắng thu xếp dàn xếp công việc để làm sao đó tự nó sanh lời. Và vị này sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để vị này tu tập. Mặc dù là cư sĩ, có nghĩa là sắp xếp như thế nào đó để không còn phải bận tâm về công việc nữa, không cần làm việc nữa, tự việc nó sinh lời, sinh tiền ra cho mình. Mà phải nói là được vậy thì quá tuyệt vời. Giàu rất khó tu, huống chi là một vị trời. Họ hưởng thụ ở trển, hưởng thụ biết là bao nhiêu. Vậy mà Đức Phật cũng có cách để mà đánh động họ, có cách để mà hướng dẫn họ, cho nên Ngài mới được gọi là thiên nhân sư. Và tiếp theo á, là chúng ta qua cái ân đức tiếp theo, có nghĩa là Buddha, là Phật. Thì thưa quý vị đó, cái từ Buddha này thì Hán dịch là Buddha, nếu mà đọc chạy ra thì là Buddha. Và mình sau khi mà mình phiên dịch qua từ Hán sang thì mình đọc là Phật Đà. Và người Việt mình thì có thói quen đọc tắt, cho nên là rốt cuộc là thành Phật. Hoặc là hồi xưa đó, thì đọc chạy viết từ cái Bụt Đà đó mà thành chỉ còn có từ Bụt. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh Lần Mai mới gọi đạo này là đạo Bụt. Thì cái từ Bụt đó thì nó gần hơn với từ Bút Thá, gần hơn. Và kể từ khi mà sư biết được cái nguồn gốc của cái từ Bụt đó, thì phải nói là sư có ý tránh những câu chuyện hài á, mà họ lấy cái hình tượng ông Bụt ra để mà họ chế hài á. Từ những cái câu chuyện bằng chữ nghĩa cho đến những cái tiểu phẩm mà họ diễn, gọi là cố ý tránh, tại vì mình hiểu cái từ đó xuất phát từ đâu. Thì mình thích Phật, thích lại Phật, mà không ai biết rốt cuộc Phật là cái gì. Thờ Phật lại Phật mà rốt cuộc là mình chỉ có niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô này, Nam Mô kia. Niệm suốt mùa thu cách mạng vậy đó, mà mình không biết Phật là cái gì. Trong khi đó, cái từ Buddha đó, thì trong Nittesa định nghĩa như thế này. Sở dĩ Ngài gọi là Buddha bởi vì Ngài là người đã tìm ra chân lý, cho nên Ngài được gọi là giác giả. Giác giả có là người tỉnh thức, người giác ngộ được gọi là giác giả. Ngài là người đã tìm ra chân lý, cho nên Ngài được gọi là Buddha, Ngài được gọi là Phật. Do Ngài đã tìm ra chân lý. Chân lý đây là cái gì? Đó là tứ đế, sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về chấm dứt khổ và sự thật về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó là hiểu về sự thật. Và cái nghĩa thứ hai của cái từ Buddha đó có nghĩa là Ngài là người đánh thức chúng sanh. Ngài là người có khả năng đánh thức chúng sanh, cho nên Ngài được gọi là Phật. Do đó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu, tự Ngài là người tỉnh thức,
tự Ngài là người thức dậy. Cho nên á, Ngài có khả năng đánh thức người khác cũng thức dậy. Thức dậy đó là thức dậy cái gì? Thức dậy khỏi màn đêm của vô minh. Toàn bộ chúng ta là những người mê ngủ. Mê ngủ hết. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta bị vô minh nó ngăn che. Và ở đây có ai biết được vô minh, định nghĩa giùm sư vô minh nghĩa là gì? Có. Vô minh nghĩa là bất tri trong bốn đế. Không biết rõ bốn đế thì gọi nó là vô minh. Thành ra đó, chính bởi vì vô minh cho nên là chúng ta bị hấp dẫn bởi dục, hấp dẫn bởi các dục. Chúng ta mới có cái chuyện là mình thích cái này, mình ghét cái kia. Mới có cái chuyện là mình trốn khổ mà tìm vui. Và chính bởi vì vô minh cho nên mình không biết là mình có đi đâu cũng không thể tránh khỏi cái chuyện khổ. Không tránh khỏi. Không tránh khỏi là như thế nào? Trong Đức Đê Xá nói, bây giờ giả sử như bây giờ sư uống một, nhìn một cái hình ảnh đẹp. Một cái hình ảnh đẹp. Giả sử như mình nhìn một cái hình ảnh của một cái hoa, một cái bông. Và khi mình nhìn tới một cái hình ảnh đẹp như vậy đó, thì có nghĩa là ngay cái giây phút đó chúng ta đã tạo ra cái nhân đầu thai cho đời sau kiếp khác. Ở đây nếu như ai học tứ niệm xứ thì quý vị sẽ nhận ra điều này. Ngay khi chúng ta nhìn thấy một cái bông đẹp mà chúng ta khởi lên cái lòng thích thú, mà mình ngắm nó đó, vừa ý. Trong kinh mô tả, mình nhìn thấy một cái bông mà mình nhìn thấy cảm thấy mình vừa ý, chỉ vừa ý thôi, thì ngay khi đó chúng ta đã gieo một cái nhân luân hồi cho đời sau kiếp khác. Kinh khủng như vậy. Và khi chúng ta gieo cái nhân luân hồi cho đời sau kiếp khác, tự nhiên là chúng ta phải có danh và sắc, có nghĩa là mình có thân và có tâm. Đầu thai, đã đầu thai là phải có thân và có tâm, đúng chưa? Và do chúng ta có thân và có tâm, cho nên chúng ta bắt đầu làm đủ thứ chuyện thiện ác do cái nhu cầu của thân và của tâm. Nhu cầu là nhu cầu gì? Đói thì ăn, khát thì uống, cô đơn thì tìm người tâm sự. Nhu cầu duy trì nòi giống. Và tất cả những, vì cái chuyện mình phục vụ cho những cái nhu cầu đó mà chúng ta tạo ra tất cả các nghiệp thiện ác. Và chính các nghiệp thiện ác đó lại dẫn chúng ta đi đầu thai ở đời sau kiếp khác nữa. Tất cả chỉ mới bắt đầu bằng cái việc chúng ta nhìn thấy một cái bông hoa vừa ý thôi. Khởi điểm từ một cái nơi rất là nhỏ như vậy đó, chỉ một cái bông vừa ý thôi, nó dẫn chúng ta đi luân hồi từ đời sau qua kiếp khác. Và Đức Phật nói, bởi vì còn có luân hồi đời sau kiếp khác, cho nên không thể tránh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói chung hễ còn cái tấm thân tứ đại này là còn khổ. Mà tất cả những thứ đó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ việc chúng ta nhìn thấy một cái bông vừa ý. Thấy kinh khủng chưa? Chúng sanh vô minh nó là như vậy đó. Nó một cách rốt ráo nó là như vậy đó. Vì vậy Đức Phật nói, Đức Phật ra đời để làm cái gì? Để thức tỉnh chúng sanh. Để đánh thức chúng ta. Đánh thức chúng ta, hãy thức dậy đi. Đừng có mê ngủ nữa. Hãy tỉnh đi. Hãy biết rõ là tất cả những cái mà mình vừa ý đó đó, nó sẽ dẫn tới đau khổ. Và tất cả những cái mong muốn, những cái tìm cầu, những cái truy tìm của chúng ta, những cái mà chúng ta gọi nó là hạnh phúc, cái sự thật, cái bản chất của nó không đáng để chúng ta đi tìm. Mong cầu cái gì? Mong cầu danh vọng, mong cầu tiền tài, mong cầu tiếng thơm. Toàn bộ những thứ đó là những thứ vứt đi.
Đức Phật ra đời để đánh thức chúng sanh, thức tỉnh khỏi cái màn đêm u tối. Để chi? Để nhìn thấy cái con đường mà tự chúng ta giác ngộ. Cái con đường đó là cái gì? Đó là tứ niệm xứ, đó là tứ chánh cần, đó là tứ nhĩ túc, đó là ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Cho nên Ngài mới được gọi là Phật. Thì do ở đây là chúng ta đang niệm ân Đức Phật, ân đức của một vị chánh đẳng chánh giác. Còn cái này là xin nói ngoài lề. Riêng từ Phật có ba hạng. Có ba hạng Phật. Thứ nhất là vị Phật thinh văn giác. Cái từ giác á, cái từ giác có nghĩa là cái từ Bút Thá đó quý vị. Bút Thá nghĩa là Phật đó. Cho nên mình gọi là Phật thinh văn. Cái thứ hai là Phật độc giác. Và cái thứ ba là Phật chánh đẳng chánh giác. Thành ra viên cái từ Phật á, nếu mà chỉ tách riêng từ Phật ra thôi thì nó bao gồm cả ba hạng Phật. Mà trong khi đó một số cái Phật giáo phát triển thì họ chỉ nói tới Phật là họ chỉ nói tới vị chánh đẳng chánh giác thôi. Nhưng mà xét cho đúng ra đó, nó là như vậy nè. Phật là Bút Thá. Bút Thá là bao gồm cả ba hạng. Phật độc giác là Sam-bút-thô. Bút-thô là Phật. Cái từ nguyên mẫu không chia là Bút Thá. Bút-thô là Phật. Sam-bút-thô, Phật độc giác có thể gọi Ngài là một vị Sam-bút-thô. Do Ngài là người tự mình giác ngộ, cho nên gọi Ngài là bậc Sam-bút-thô. Còn vị chánh đẳng chánh giác gọi là Sam-ma-sam-bút-thô, có nghĩa là tự mình giác ngộ một cách hoàn hảo chân lý, không có chỗ khiếm khuyết nào. Khiếm khuyết ở đây không phải là khiếm khuyết về cái mặt trí tuệ, mà khiếm khuyết ở đây có nghĩa là cái khả năng hướng dẫn người khác cũng được giác ngộ như mình. Một vị Phật thinh văn thì phải nhờ vào giáo lý của một vị chánh đẳng giác mới có thể giúp được người ta. Còn Phật độc giác thì do thời kỳ đó không có giáo lý của một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên vị đó không thể hướng dẫn được người khác cũng giác ngộ được như mình. Chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác mới có khả năng hướng dẫn và ban truyền ra giáo pháp để người ta cũng có khả năng giác ngộ được như Ngài. Cho nên Ngài được gọi là Samma Sambuddho. Còn riêng cái từ Buddho thì chỉ cho ba hạng Phật. Thành ra quý vị thấy không? Cái từ Phật, thứ nhất là người tỉnh thức và có khả năng giúp cho chúng ta cũng được tỉnh thức. Và cái danh hiệu hồng danh cuối cùng á, là hồng danh Thế Tôn Phá Cá Hoa. Thì cái từ Thế Tôn này đó, đầu tiên nó là một cái kiểu danh xưng để tôn kính. Và cái danh xưng này đó, toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một người xứng đáng đạt được cái tên này, cái danh xưng này. Đó là Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta. Ngài được gọi là Phá Cá Hoa. Trong Đức Đề Xá có nói đó, cái tên này không phải do cha mẹ đặt ra, không phải do bà con quyến thuộc đặt ra, mà tên này là do cái sở chứng của Ngài. Ngài đã giác ngộ với cội Bồ Đề cho nên Ngài được gọi là Thế Tôn. Sở dĩ Ngài được gọi là Thế Tôn bởi vì Ngài là cao thượng hơn tất cả chúng sanh. Không có một chúng sanh nào có thể so sánh với Ngài, bằng Ngài, chứ đừng nói là hơn Ngài về cái sự cao thượng.
trong kinh Trường Bộ có một lần như thế này, có một vị Bà La Môn mới hỏi, có nghĩa là tôi nghe nói là hình như là Sa Môn Gotama không bao giờ mà kính lễ hoặc đảnh lễ hoặc thậm chí là tôn trọng những người lớn tuổi. Thì Đức Phật nói như thế này: nếu như mà Như Lai đó mà cúi đầu cung kính đảnh lễ bất cứ ai thì người đó, cái đầu của người đó sẽ bể ra làm 7 mảnh mà chết. Tại vì họ không thể chịu nổi cái đức của một vị chánh đẳng chánh giác, chứ không phải ngài trù ẻo ai hết trơn, không phải là ngài nguyền rủa ai hết, mà cái đức của ngài nó quá lớn cho nên không ai có thể chịu nổi cái sự kính lễ của ngài. Chịu không nổi. Đức Phật có một đặc điểm như thế này: ngài ở đâu thì không có một cái loài chúng sanh nào có thể đi ngang qua đầu của ngài. Không có. Trong kinh A-la-quá-cá đó, nhưng trong chú giải thì có nói nhắc tới một cái đoạn suy nghĩ là cũng lý thú, đó là có một vị dạ xoa đó, khi mà đang bay ha, ai tin tin không tin thì thôi, đang bay, nhưng mà đang bay tự nhiên cái rớt xuống đất, không bay qua được, giống như cái khu vực đó là nó bị cấm bay vậy đó, bay không được. Thì vị này mới xem xét là lý do tại sao mà mình rớt xuống đất, thì mới thấy là ở đằng trước Đức Phật đang ở đó. Vị này không hề biết, không hề, mình đừng có nói là mình cố ý bay qua đầu Phật, mà thậm chí mình không biết, mình vẫn không thể bay qua được. Do năng lực phước báo của ngài đó, không có một chúng sanh nào có thể bay ngang qua đầu của một vị chánh đẳng chánh giác. Và không có một chúng sanh nào có thể nhận được cái sự cung kính và lễ lạy của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên ngài mới được gọi là Thế Tôn. Còn cái đặc điểm nữa mà sư hé ra một chút xíu để cho quý vị biết. Hiện tại bây giờ á, cái thời kỳ chúng ta, thời kỳ chánh pháp, sắc thân của Phật còn không? Còn. Xá lợi của ngài vẫn còn. Xá lợi của ngài vẫn còn. Cái này thì có lẽ là hơi phong thần, một số người không tin. Nhưng mà nếu mình đã tin là có xá lợi thì mình cái này cũng nên tin, đó là thời kỳ sau khi hết 5.000 năm thì xá lợi nó sẽ gom lại một lần, và gom lại một chỗ và sau đó sẽ tiêu hủy hoàn toàn. Có nghĩa là sau 5.000 năm thì mình sẽ không còn xá lợi của Phật nữa. Và khi đó mới thực sự là thế gian này chấm dứt cái sự hiện hữu của sắc thân của một vị chánh đẳng chánh giác. Và ngoài ra đó, pháp thân của Phật còn không? Còn. Giáo lý của ngài còn, là pháp thân của ngài còn. Mà cái quả địa cầu này, sắc thân của Phật còn, pháp thân của Phật vẫn còn, thì không thể nào có một vị chánh đẳng chánh giác thứ hai có thể can thiệp vào cái quả địa cầu này, dù trực tiếp hay gián tiếp, bằng cách nào đi nữa không thể được. Sư ví dụ, thậm chí mà mình nói là phóng quang, phóng hào quang mà phóng tới đây, không thể làm được chuyện đó. Bởi vì sắc thân và pháp thân của ngài vẫn còn ở đây. Giả sử mà có một vị chánh đẳng chánh giác thứ hai thì vị đó cũng không thể can thiệp được ở cái quả địa cầu này. Cho nên ngài mới được gọi là Phá Ga Qua, có nghĩa là Thế Tôn. Chứ nếu như mà có được một cái chúng sanh thứ hai mà bằng được ngài thì ngài không gọi là Thế Tôn. Và Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có nói, có một người Như Lai không thấy một ai bằng ta. Có nghĩa là trong toàn bộ thế giới này, trong toàn bộ vũ trụ này, không có một chúng sanh nào bằng ngài. Và ngài nói là có một người mà cái sự xuất hiện của người đó đó đem lại lợi lạc cho thế gian. Có một người, đó là sự xuất hiện của một vị chánh đẳng chánh giác.
Có một người mà khi họ mất đi, đó là cái sự tổn thất của thế gian, tổn thất không gì bù đắp được của thế gian. Đó là sự ra đi của một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng, không có ai bằng Ngài, huống chi là hơn Ngài, cho nên Ngài mới được gọi là Thế Tôn. Và quay lại cái bài kinh Trường Bộ hồi nãy đó, Đức Phật mới nói, sau khi Đức Phật nói không có một chúng sanh nào có thể chịu được cái sự cung kính lễ bái của Ngài, thì Ngài mới nói như thế này: thế nào được gọi là một vị trưởng lão, là một người lớn tuổi? Người đó không phải là một người già hơn, không phải. Mà Ngài đưa ra ví dụ giống như một cái rổ trứng, một cái rổ trứng, thì cái con nào nó thoát ra khỏi cái vỏ của nó trước, con đó làm anh, con đó là con lớn nhất. Chứ không phải con nào đẻ ra trước, mà con nào thoát ra khỏi cái vỏ trứng của nó thì con là con lớn nhất. Cũng vậy, ở thế gian, chúng sanh nào thoát ra khỏi cái màn vô minh thì chúng sanh đó là lớn nhất. Cho nên, dù cho Đức Phật là một người rất là trẻ tuổi vào cái thời điểm đó, nhưng mà do Ngài là người, một chúng sanh đầu tiên thoát ra khỏi cái màn vô minh, cho nên Ngài được gọi là Thế Tôn. Thì do bây giờ là sư có việc, cho nên là hôm nay chúng ta nghỉ sớm 15 phút. Và bây giờ thì mời quý vị chắp tay hồi hướng. Quý vị đọc theo sư. Ị đăng mê bùn nhăn nít bà na sa bạc chà yô hồ tu Imang no punya phagang sapa satta nang dema satu satu satu. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditva chiram rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantam anumoditva chiram rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika punyantam anumoditva chiram rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo.
Idam me punyang asavakaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanasa pacayo hotu. Mamang punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.